Hiền Hồ không được hát rồi người thương cũng hóa người dưng. Hiền Hồ và đơn vị nắm bản quyền ca khúc rồi người thương cũng hóa người dưng hết hạn hợp đồng từ đầu tháng 8, nữ ca sĩ không được thể hiện bài hát trong sự kiện thương mại. Rồi người thương cũng hóa người dưng là ca khúc nổi tiếng của Hiền Hồ. Ca khúc do Jin Chín sáng tác. Tuy nhiên, trao đổi với Dinh, anh Tường Huy, giám đốc The Dreamer Entertainment, công ty quản lý Jin Chín đồng thời nắm bản quyền. Rồi người thương cũng hóa người dưng, cho biết hợp đồng tác quyền với Hiền Hồ hết hạn từ ngày 1 tháng 8. Hiện tại, chỉ có Bảo Uyên được hát rồi người thương cũng hóa người dưng vì chúng tôi chưa ký bất cứ hợp đồng tác quyền nào với ca sĩ khác, anh Tường Huy cho biết. Đồng nghĩa, Hiền Hồ không được thể hiện rồi người thương cũng hóa người dưng trong các sự kiện, chương trình có yếu tố thương mại dù cô là người đầu tiên hát bài hát. Rồi người thương cũng hóa người dưng thuộc thể loại ballad, được Hiền Hồ phát hành tháng 5 năm 2018. Cách đây 20 giờ, Bảo Uyên tung ra bản cover ca khúc này. Thời gian qua, Hiền Hồ gây tranh cãi vì tổ chức đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 9, ngày 16 tháng 9. Nữ ca sĩ tiếp tục tham gia sự kiện âm nhạc bán vé tại Hà Nội. Một nguồn tin tiết lộ cô sắp chính thức trở lại với một ca khúc thuộc thể loại ballad. Động thái của Hiền Hồ được cho là thách thức dư luận. 6 tháng trước đó, Hiền Hồ bị tẩy chay vì lộ ảnh thân mật với người đã có gia đình. Khi đó, giọng ca sinh năm 1997 lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân rất hối hận về những gì đã làm. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng tạm dừng hoạt động, Hiền Hồ đã trở lại. Công chúng đang phản ứng tiêu cực và gay gắt chỉ trích nữ ca sĩ.